Nay mưa rơi nhiều thêm, cả nước tương tư sâu thương, tiễn đưa bác xa mù khơi, tổ quốc ghi danh tên bác muôn đời sau. Vĩnh biệt người cha. Nay bác đã nằm xuống nhưng thân xác bác vẫn ở đây, người Đảng Cộng sản Việt Nam vì dân mà quên bản thân, không thể nghỉ hưu. Ân cần tới cuối đời, người không ham lợi danh một lòng chung với Đảng, vì tổ quốc hy sinh một lời không thở than, cuộc sống vẻ vang về tới cuối.